Xin chào cô chú anh chị nha. Hôm nay em với một lô đất tọa lạc tại xã Lăng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Với lô đất này là diện tích hơn một mẫu nha mọi người. Thì lô đất này có hai sổ, thì một sổ 7 sầu 3, một sổ 2.000 mấy mét vuông. Thì tổng diện tích của lô đất này thì là hơn 10.000 mét vuông nha mọi người. Thì nó 10.000 lẻ mấy mét vuông đó, là diện tích là em tính là một mẫu đi. Nó sổ cho mình là 103 mét mặt tiền đường chính xà ban Lăng Lớn. Thì mọi người biết cái hướng tay em chỉ ra đây là chạy ra đường Kim Long Lăng Lớn, chạy ra thị trấn Kim Long, sau đó tầm khoảng 5 cây số. Thì cái lô đất này thì mọi người biết rồi đó, rất là cái đường này rất là đông đúc rồi nha mọi người. Đây, xe tải đi liên tục đó, nó thông nó tuyến đường này, tuyến đường huyết mạch giữa hai xã và hai huyện, huyện Châu Đức và thị xã Phú Mỹ. Thì hướng đó ra là thị trấn Kim Long, thành phố Long Khánh, chạy ngược về đây về ủy ban nhân dân xã Lăng Lớn tầm khoảng 2 cây số, về Long Thành với cảng Phú Mỹ thì đâu đó nó tầm khoảng 30 cây số. Thì đây chủ đất có gửi em một lô đất, thì mặt tiền đất thì đã được chủ đất xây bờ tường rồi, mọi người thấy rồi đó, đã cứ lưới rào B40 xung quanh đất ranh giới đất rồi nha. Diện tích lớn thì em hôm nay chủ em đi quay, nhưng mà chủ đất không có nhà nên người ta đã khóa cổng rồi, em chỉ đứng sơ bộ ở ngoài video cho mọi người xem. Thì trên lô đất thì người ta đã cho thuê đất trồng đu đủ rồi nha mọi người đó. Thì sầu riêng chủ đất đã trồng hết vườn rồi, tầm khoảng 100 mấy chục cây, nhưng mà sầu riêng vẫn còn nhỏ. Đu đủ thì chủ đất chỉ dặm thêm để cho có thu hoạch, để tiện sử dụng đất đó mà. Thì đây, em dẫn mọi người đi ra xem lại một lần nữa mặt tiền của lô đất. Thì cái tuyến đường xà ban Lăng Lớn này là mảnh đất này nằm trong khu dân cư luôn nha mọi người. Thì quy hoạch đất là đất ở. Thì vì trục cái đường chính, đường Mỹ Xuân, đường xà ban Lăng Lớn này, nó có quy hoạch đất ở, vì hiện tại là hiện hữu là khu dân cư. Đặc biệt đặc điểm thứ hai là lô đất này có 500 mét thổ cư. Thì 500 mét thổ cư này thì không ít ai đất ai ở đây có 500 mét thổ cư rồi nha mọi người. Thì 500 mét thổ cư thì mọi người mà muốn mua thêm thổ cư thì cứ mua thổ cư thôi. Đây, đường dây điện, khu dân cư xung quanh. Đó, theo mọi người thấy đó. Trục này là được trục đường chính liên xã xà ban Lăng Lớn. Lô đất này rất thích hợp làm nhà vườn nghỉ dưỡng nha mọi người. Thì sao, trái cây thì nó vẫn còn nhỏ, nhưng mà mình có thể về xây nhà rồi trái cây lớn mình chăm, mình tích tạo hình trọng phương gì cũng được. Nhưng mà được cái là đặc điểm thứ hai là lô đất này có thể phân lô bán, tại vì nó sổ cho mình 500 mét thổ cư, 103 mét mặt tiền đường xà ban Lăng Lớn đó, lưới rào B40 xung quanh, ranh giới rất là ổn định. Em nói tình trạng đất là đất đỏ Ba Giang, bằng phẳng luôn nha mọi người, nó hơi chiền một xíu xuống, nhưng mà mặt tiền thì mặt tiền đất là rất là bằng phẳng. Thì mọi người có đi xem đất thì xin liên hệ số điện thoại dưới màn hình của em nha. Thì mong mọi người đăng ký kênh em để xem những mảnh vườn lớn, diện tích lớn để cho mọi người xem và giá cả hợp lý. Em cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video của em nha.